Ui nó lắc. Ui trời, nó lan hết. Ui chạy chạy chạy. Ui nó làm lắc máy mình luôn các bạn ơi. Ui chơi ngu rồi. Ui lắc quá lắc quá lắc quá. Ui. Hello, chào mừng tất cả quay trở lại với channel của mình. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minecraft. Và mình là MK Gaming đây. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ gọi là đến với một cái video clip vô cùng thú vị các bạn ạ. Trước khi bắt đầu video này các bạn đừng quên là cho mình một like, một share cũng như một cái đăng ký. Và đừng quên là kích vào chuông để nhận được những thông báo mới nhất và sớm nhất từ channel của mình nhé. Còn ra nếu như bạn nào là fan chính của mình cũng như là thích xem mình livestream thì nhớ theo dõi mình trên nodolive.com/1570197 vào lúc 18 giờ hàng ngày nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào video thôi nào. Let's go. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái clip cực kỳ thú vị. Nếu như các bạn đã đọc cái tiêu đề video rồi á thì các bạn đã biết á, đó chính là chúng ta sẽ sinh tồn. Nhưng ở trong thế giới này tất cả các block đều có thể gọi là không phải tất cả đâu mà gần như là hầu hết tất cả những block đều có thể gọi là đổ ra thành nước các bạn. Đó, như block gỗ này mình cũng có thể đổ ra nước nè. Nhưng mà hiện tại là mình chưa có đổ thôi. Đó, từ bình tĩnh, mình cần phải làm một cây gọi là một cái cúp hoặc là một cây rìu gì đó, mình nghĩ là một cái cúp đi. Rồi, bây giờ mình sẽ thử đổ cái block nước ra cho các bạn xem nha. Từ 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 từ. Ok. Đổ lóc gỗ ra nè. Ôi, lóc gỗ này không được. Ui, quê thế nhờ. Lóc đất được không? Ui, lóc đất cũng không được luôn. Thì cái này được không? Ui, quê thật sự các bạn. Ui. Ui được. Đây nè. Đó, các bạn thấy chưa? Đây là cái gì ta? Gọi là cái gì? Đây là đó nước nè, nước mà của từ đất nha các bạn, chứ không phải là nước ấy đó. Ui, thấy chưa? Được luôn nè. À lúc nãy do mình đặt sai thôi, Đó. Nước chảy rồi bó bọt bong bóng đồ lên tùm lum tá lại bên luôn. Ôi vậy là mình mất luôn cái block gỗ này rồi hả? Mình mất luôn cái block. Ôi. À vậy là mình đặt ra nước là mình bị mất luôn rồi các bạn ơi. Oh my god. Ui chết tôi rồi, xui xẻo rồi, chưa gì mất hết mấy cái block rồi các bạn. Vụ đặt ra nó thành nước á. Bây giờ thì mình cũng chưa biết á là bây giờ chúng ta có thể gọi là giống kiểu lấy cái xô á múc được cái nước nó vô lại không. Từ từ nha. Bây giờ mình sẽ cần phải đi kiếm một ít đá, rồi chúng ta sẽ đi đào vài cục than nữa, vài cục sắt nữa để mình làm thử một cái xô coi thử như thế nào. Ui có hang nè. Ui thấy sắt rồi. Ủa, mình vừa mới thấy đây mà. Ủa, đó đây, thấy chưa? Mình vừa mới thấy đây mà tự nhiên kìa. Sao lại không có được? Vừa thấy đây nè. Rồi, ok. Rồi, bỏ vô đây. Mình sẽ làm một cây cúp đá để đào sắt nha các bạn. Đó, rồi. Đủ không? Ngon. Ngon luôn, nhiều lên. Đủ làm một cái xôi, một cây cúp luôn. Trời ơi, quá trời luôn các bạn. Được. Đấy, ngon lành luôn. Nói chung là đủ để chúng ta có thể gọi là sao ta, gọi là làm một cái cúp, một cái xô. Đó, cúp thì để có gì mình đào thêm mấy cái loại khoáng sản khác nữa các bạn ơi. Đó, có cúp sắt thì ngon lành rồi. Để mình lên mình lấy một xíu gỗ các bạn ơi, tại vì mình không có than để nấu nè, cho nên chúng ta sẽ lấy một xíu gỗ nha. Lấy gỗ xuống dưới nấu các bạn. Đó, có cúp đá rồi thì đào siêu nhanh luôn. Ok. Không biết là mình có thể làm được cái quặng từ nha, lấy một cục ra thôi rồi. Nhưng mà lấy một cục ra cũng được. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đổi thành gỗ rồi mình bỏ vô đây cho nó nấu. Đây, em coi cục này được không? Đặt thành. Ồ, không được các bạn, cục này không được nha. Không làm thành cái đổ thành nước được, nước mà kiểu như là block quặng sắt được các bạn ơi. Như vậy là không được thì thôi. Có than. Ui. Trong đây là đầy đủ luôn rồi đó. Ui lấy hết luôn. Lấy nhanh lên nào. Trời ơi. Ok, giờ mình làm cái xô trước đây. Ưu tiên làm cái xô các bạn. Rồi làm thêm một cây cúp nữa. Rồi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ lấy lại mấy cái thứ này. Tiếp tục lên đường, gọi là đi sinh tồn, tìm kiếm. Coi có gì hay ho và thú vị các bạn ơi. Ui, trời sắp tối rồi bạn ơi. Ui. Ui. What the hell. Ui, nước trong suốt luôn rồi. Ui, lặn xuống thì mới thấy. Còn không là nước trong suốt luôn các bạn. Ở trên này nước trong suốt luôn này. Nhìn hấp dẫn thật sự nha. Nhưng mà bây giờ mình không kiếm ra được kiếm mấy con cừu á để chúng ta làm cái giường các bạn ơi. Trời ơi,
không có giường là đêm nay hơi căng á. Đêm nay mà gọi là sinh tồn ở trong cái này là cũng hơi căng á bạn ơi. Không có giường, không có gì luôn. Ui, nãy giờ mình đứng đây mình đợi nó nấu sắc lâu quá cho nên nó bị kiểu như là mất thời gian các bạn. Ban ngày nó chuyển thành ban đêm liền luôn chứ. Đây có mấy con bò nè, nhưng mà mấy con bò này không cần thiết lắm à. Chủ yếu lấy đồ ăn cũng được, nhưng mà cũng không cần thiết lắm luôn. Thiệt chứ. Ui, chưa gì có zombie luôn rồi nè các bạn. Ái chà, để mình đi kiếm coi có con cừu nào không nha, để chúng ta làm giường chúng ta ngủ qua đêm nha các bạn. Ở đây 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 đây. Ôi còn ưu tiên cắt cây cắt lông các bạn, tại vì cái này mình thấy có hai con à. Rồi, vừa đủ luôn. Vừa đủ và vừa đẹp. Đấy, làm cái giường, ngủ thôi. Ui. Ok, bây giờ mình nghĩ là mình đi kiếm mấy cái block mình thử ui cái block. Nè, thử lóc sỏi coi. Để mình thử coi lóc sỏi nó có tạo thành cái nước được không bạn. Rồi, và chúng ta sẽ thử những cái block khác luôn nha. Mình sẽ thử luôn lóc cát nè. Đấy, nãy mình đã thử lóc bụi lẹ chết. Nhanh lên ui. Lên. Ui. Mém tí thì chết các bạn. Đây, lụm cái quả mọng này ăn cũng được. Rồi, để mình coi thử coi lóc cát này nó có chảy hình nước không. Rồi, coi. Đó, nếu mà lóc nào á mà chúng ta cầm vô á bạn mà nó to như thế này nè là nó sẽ chảy được. Ủa? Kìa. Ôi. Kìa ta, không chảy. Ờ, chảy nè. Way. Ui. Ui. Bạn coi này. Ôi, trời. Ui. Ui, nó lắc. Ui, trời, nó lan hết. Ui, chạy. Ui, nó làm lắc máy mình luôn các bạn ơi. Ui, chơi ngu rồi. Ui, lắc quá. Ui. Vãi đồ luôn các bạn. Nãy mình làm, mình chơi ngu các bạn. Nó lắc, trời ơi, nó lắc kinh khủng luôn. Cái này cũng đặt được nè. Nhưng mà hình như là ok. À, chạy hơi chậm các bạn. Nè, chạy chậm rồi, à lấy được. Ôi, cái này là nó thành xô nước luôn các bạn. À, nó thành xô nước các bạn ơi. Ôi. Ôi nhưng mà đổ ra không thấy nước đâu à. Ok, nói chung là nó thành xô nước. À, nước thì nó sẽ bị không phải là bị mà người ta bỏ cái nước không màu đi các bạn. Và khi mà chúng ta đặt block ra thì cái block nó sẽ chảy nha các bạn. Rồi bây giờ mình coi thử coi còn cái block nào mà mình còn mình có thể test được không ta. Block gỗ thôi. Gỗ bạch dương coi. Trời ơi, ui lắc luôn này. Trời ơi, hồi nãy cái ui nó lắc máy mình luôn rồi. Ui. Rồi luôn. Thiệt chứ cái data bắt này á, nói chung là nó lắc máy lắm các bạn. Hay là nó lắc ở ngay chỗ lúc nãy mình để chỗ này ta. Ừ, chắc là nó lắc chỗ này nè. Dẹp cái này đi. Cho nó đỡ lắc đi. Rồi, chắc hết lắc rồi đúng không? Ui, lắc quơ luôn các bạn ơi. Ôi, no, như vậy là chắc lắc quơ luôn rồi các bạn ơi. Có thể là chắc là mình sẽ không phải test ở trong cái thế giới được rồi. Để mình qua thế giới sáng tạo á, mình test cho bạn cho nó dễ nha. Ok, let's go qua thế giới sáng tạo thôi nào. Ok, thì bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem nha. Rồi, đại hướng rồi. Ủa? 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 Ơ nè, what the hell? Lúc chảy lúc không các bạn. Vô lý. Nè. Để vô. Ủa. Kỳ không? Bạn thấy kỳ cục không? Lúc nó chảy lúc nó không à. À, chảy. Đó, rồi thử coi block này coi. Block này cầm cái to không to. Cái lóc nào mà cầm trên tay á mà mình thấy nó bự lên đó bạn thì nó mới chảy được nha, chứ không phải là đó này không bự nè. Rồi bây giờ mình để gì nè, mình cầm dễ biết. Đó, đất này nè, để coi. Cái này bự nè. Chảy. Tuyệt vời chưa? Block. Ủa lóc này không chảy. Uầy. Lần đầu tiên thấy nước mà giống kiểu nước bằng block đất cỏ các bạn. Nhiều loại luôn nha, đùa. Uầy, mình đại diện còn có hiệu ứng bong bóng nữa, hèn gì biểu sao không lắc quơ. Rồi đá cuội không được. Gỗ này cũng không được luôn. Vậy là chỉ có block này được không? Này cũng không được luôn, sắt than được không? Ui được. Đó, được nè. Đó.
đó. Ừ, nó chảy hơi chậm các bạn, nó không giống nước lắm, kiểu như nó không chảy nhanh như nước á, nhưng mà vẫn ok đó. Nói chung là nó vẫn chảy ra ok ha. Block vàng, block sắt, sắt không được, vàng không được, chỉ có than thôi hả. Block gỗ này cũng được luôn, gỗ rừng không được các bạn ơi. Gỗ sồi được nè, gỗ sồi được nhưng mà gỗ rừng không được, ít lắm bạn. Nói chung là cũng có vài block thôi, có block được có block không, cho nên mình phải xem nữa coi block nào được á thì mình đặt ra mình test cho các bạn xem. Ui nhìn trên nhìn xuống hơi bị đẹp luôn các bạn, tính ra là hơi bị đẹp. Ui cái này hình như nó chảy còn nhiều hơn nước nữa bạn, tính rồi 1 2 3 4 5 6 7 là 15 nhân 15 luôn. Hình như nước chỉ chảy được 8 nhân 8 thôi, mà cái này nó chảy được 15 nhân 15 luôn thì phải bạn. Đúng rồi, nước chỉ chảy được 8 nhân 8 thôi. Cái này là 15 nhân 15 luôn. Ê, nước chỉ chảy 9 nhân 9 chứ, đúng không? Đúng rồi, 9 nhân 9 chứ, về mỗi hướng 4 ô thôi, còn cái này về mỗi hướng được 7 ô luôn này. Nhìn vô đây dễ đếm nè, đây là ô giữa nè. Đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đúng rồi, cái này về được mỗi hướng được 7 block luôn. Block vàng được không? Block vàng không được. Lóc sắt được không? Đâu rồi, lóc sắt, lóc than, lóc len. Ui ba cái này không được rồi. Vì còn lóc kim cương thì sao? Kim cương cũng không được luôn. Ui lóc, ui quặng kim cương thì được. Yeah. Cái này á, ui, ai, đúng rồi. Từ từ mình thử, tại thành nguồn nước bên cũ thì sao? Ví dụ như chúng ta tạo thành nguồn nước vĩnh cửu thì chúng ta có thể lấy được cái xô múc múc ra được gọi là cái gì ta, gọi là block kim cương không? Ồ, múc nước hả bạn? Không được. Mình tưởng đâu múc được block kim cương chứ. Dụ như mình đặt ở đây một cái đúng không, tạo thành từ đặt ở đây, ở đây đó, xong rồi hai 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 cái block mình tạo thành cái nguồn nước vĩnh cửu, xong rồi chúng ta múc kim cương thì nó lại xịn sò con bò, nhưng mà không được. Nói chung là cái này chỉ là nước thôi các bạn, cho nên không được. Ôi còn block nào mình có thể được nữa không, cái này được không? Ôi cái này cũng không được luôn các bạn ơi, cái này được không? Không được. Quầy hơi ít nha, tính là hơi ít nha, nhưng mà cũng khá là vui các bạn. Nói chung là lâu lâu thay đổi cái Minecraft lại một tí thì nhìn nó cũng vui, mà lóc ấy cũng không được luôn, lóc ông cũng không được luôn. Ấy chà, Emerald đúng rồi, Emerald rồi, Emerald cũng không được luôn. Kỳ wow đây cái này không được luôn. Lóc len không được, lúc nãy mình thử rồi. Lóc này Bigo cũng được luôn, này cũng được luôn. Đá đỏ cũng không được luôn. Thì Magma block cũng không được luôn. Bê tông cũng không được luôn các bạn ơi. Vậy còn cái block nào nữa ta? Block này mình lấy vài vài block ra mình test thử các bạn lần luôn cho nó dễ. Ui Emerald được này. Chô. Ui, chưa được, đặt xe xe ra nó mới chảy các bạn. Ui dễ tưởng đặt nó còn lấy nó tay đập thêm cái nữa. Vô lý à, được mà. Sao không được, này không được, nhưng mà sao này không đặt được ta? Ủa kỳ vậy. Ui mấy block này không có lock nào được á. Ủa sao em rồi mình đặt không được ta? Vô lý à, cái này mình đáng lẽ mình phải đặt được chứ. Ủa nó to nè các bạn coi nè, đó nó to rồi, mình đặt gần gần chỗ này coi nó chạy không. Ấm Blasible đổ qua tay số 2, đổ qua tay bên phải. Shit, không được. Vẫn không được các bạn ơi, nhưng mà nói chung là cũng khá là ok rồi. Nói chung là mình test vậy là cũng vui rồi các bạn. Thì cái này á là chúng ta sử dụng Datapack để gọi là thay đổi lại nhưng mà một tí về game nha các bạn. Thì nếu như bạn nào thích gọi là tải cái Datapack này thì mình sẽ để link ở dưới phần mô tả của video nhé. Còn thí nghiệm của mình ngày hôm nay chắc cũng là ok rồi các bạn ơi. Còn bây giờ thì có lẽ là mình sẽ tạm dừng clip ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình tới giây phút này nha. Nếu như bạn nào thích thì đừng quên cho mình một like, một share cũng như một đăng ký, và đừng quên là kích vào chuông để nhận thông báo mới nhất và sớm nhất từ channel của mình. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video clip kế tiếp của mình nhé. Bye bye.